sai chân châm sẵn nơi Campuchia. Chỉ vị sai châm bóng muối, cho rúm châm này không cảm bằng cam sẽ tạc kệch chiến, nâng bạc châm nôl, rồi bọc bởi chiếc cả sẽ cỏ. Dương tâm rồi bài cả, rồi bọc nửa chỗ cực than phần lập tạc cắm, nâng bạc sốt hiệp bá bàn bằng hang thả. Các chân châm sẵn, bàn cho rúm châm này bà màn đọc răm cân đọc xa nhà bà mùi phía rối, nấy phần lập tạp phò sổ rộp khăn ông sốc, rồi bọc vị sai cả sẽ cắm chân năm bí bón bàm bì. Các bí ca bắt đầu bạc châm nôl, cô gặp bây rộp liền khắp mám, chia cầm lăng ô tiến đo xâm khánh rộp bọc bởi chia cả xe cò. Khăn ông ca thơ sài chấm cá, hai bàn bắt đầu nơi chi liền mụn săn rộp liền tàun khăn ông mùi chân năm, xâm rắp bởi chia cả xe cò, bà khăn ông ca nghe cả xe cầm. Tam cá sạc xa sài chìa mặn bằng hang thả, cá chinh châm sát nơi Campuchia, mình sớm miên ca đi châm ra nơi loài tê. Chia bị xếp ca trên châm cô gặp bấy, chia lẹ cả nạng cửu xá. Đại bàn nâng cầm phúng, bởi cho mốc tư nâng tăng nhà hạt chia chán. Đôi chia sát miên áp tra châm ngứ, nâng ngọm, nơi miên cầm rạch khắp bút. Khoa khát châm này à hà. Khoa bụi sát đại bắt đầu tên nập hòa khắp bút. Khoa bà chê kỳ tì trên châm. Nâng thay đại xa ca bia sọc kịp hiệp tiếp xa. Nâng đầm lại phật tập hòa sát, mình miên sẽ thê rập hiệp lạ. Khăn ông nốt châm này sát chia bánh hà bờ chôm đo châm bóng muối, khăn ông ca chinh châm sát, chia bị xếp sát cô gặp bầy. Đầm bay chai tóp tư nâng phiếp bờ chôm ni. Cầm rung ạc nô vọt bờ xá, lưu ca nghe sọc kịp hiệp, nâng phật tập cam cô nơi Campuchia. Khăn ông ca quam trô bà chê kịch tế, nâng thạ vị ca bì mà chạm một đồ sài chiêu cả sẽ cam ông trả chết, Australia. Bàn thư ca sài chiêu ạc phí vọt. Nâng sắp sai đồng năm châm này sẵn nơi Campuchia. Đôi chân ấy, ta mở dạy ai cơ xa ní, bởi chia cả xe cò. Nâng bán Spanh dưa bì xa rạ xâm khánh, nâng bà chê kỳ tế, khăn nông ca năm đồng năm châm này sắt đôi to từ. Đồng năm châm này sắt chia bà phết đồng năm nâng rục kỳ chết, đại miên nơi tam phúm khôm rồi bỏ dưỡng, đôi chia bà bụ. Smau, bộ bộ sẵn đáy, nâng đám chớ bắt đo sạc chia châm này sát nạ. Bà phết đâm năm châm này sát miên bay sầm khán cử. Muối, bộ bộ smau. Miên bộ bộ smau cực bà phết đại đốt nơi tam phùm thán, sài châm cá, tì túl lạ. Nâng bà phết smau nòm chô đại miên côn nập hiếp châm này cấp bộ. Miên mô là tố, tê rô nốt, gần nế. Xì muống, mà rắn đú, smal đầm rầy. Pí, bộ bộ sần đáy, rư lê gìm. Miên bộ bộ sần đáy bái, sần đáy xiêng, sần đáy đáy, bộ bộ snao, nâng bộ bộ sta lô lạ. Bầy, bộ bộ đam chơ châm này sẵn miền. Đam cần thông thết, môn, ẩn kiệt đáy, ẩm bật tức, tri chăm trá. Nâng đam chơ đai sạc, nâng plai ai prai chia châm này sạm bàn. Smau mô là tổ. Chia bà phết smau bụi nòm chôl, miên cầm bụi đào mật chung. Đai prai xâm rạp chia châm này cô gặp bấy, nâng sát bi hà nạ nền nìa. Smau mô là tổ. Chia bà phết smau đai thôn trom bấm phốt, nâng ạc các sự thiện khả náy. Ai đam bán lượt đầy cực bà phết. Lẹ khả nạ rụp bà sạc rô bọc smau mô là tổ. Miễn đám cháy, sạc chán, bài cùng thống, khăn anh chán, bị xếp miễn sạc tuần, thưa ai bộ bộ sát chỗ chật gì. Smau mà rắn đủ. Chia bà phết smau nôm chỗ mọc Campuchia, tăng bị chân năm bị bọn bay mọc mà lấy. Vì miễn cầm bộ đào mật thương, đàn ai đốt lụt loa bán, lượt đầy cực bà phết. Smau mà rắn đủ. Miền đám nâng sạc vên chiên smau mô là tổ. Vì ai đâm crop nâng bầm bái côn, đâm bán, miền lẹ cả nạ xong sợp. Ai cắt bàn tràn xa khăn ông mùi chân năm. Sạc rồi bỏ viết miền bạc rà màn thiết protein, các bố. Đói xa rà thiết áo rốt bà màn bí cả nọ xa nhà pram phía rối. Nâng xa mắt xa thiết ngút đẹp ai ở lý bán bà mắn chất xa pram phía rối, nơi bê viên miên ca đốt lụt loa bán bí xa bà đà. Smau tê rê nô.
ជាប្រភេទពូជស្មៅនាំចូលមានកម្ពស់ដើមទាបដែលអាចប្រើសម្រាប់ជាចំណីគោក្របីនិងសត្វពាហនៈនានាស្មៅតេរេណូសបៃគុំធំស្លឹកច្រើនទន់ជាហេតុធ្វើឲ្យសត្វគោក្របីចូលចិត្តស៊ីវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់បង្គួសម្រាប់ជាចំណីសត្វស្មៅគីណេស៊ីម៉ុងជាប្រភេទពូជស្មៅនាំចូលមានកម្ពស់ដើមខ្ពស់ដូចជាដើមស្រូវ ងាយស្រួលកាត់និងដឹកជញ្ជូនឲ្យសត្វស៊ីជាពិសេសសម្រាប់ជាចំណីគោក្របីនិងសត្វពាហនៈនានាស្មៅនេះមានដើមបែកនិងស្លឹកវែងហើយច្រើនហើយទន់សត្វគោក្របីចូលចិត្តស៊ីវាមានបរិមាណប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដោយធាតុអាសូតប្រមាណ ស្មៅស្តៃឡូជាប្រភេទស្មៅស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពពួកសណ្តែកវាអាចដាំបាននៅលើដីគ្រប់ប្រភេទស្មៅប្រភេទនេះយើងដាំសម្រាប់សត្វគោក្របីនិងសត្វពាហនៈផ្សេងៗព្រមទាំងអាចធ្វើជាចំណីជ្រូកមាន់និងត្រីផងដែរដើមនិងស្លឹករបស់វាអាចកាត់ស្រស់ឲ្យសត្វស៊ីនិងហាលសម្ងួតបុកជាម្សៅលាយឲ្យសត្វស៊ី ស្មៅស្តៃឡូមានផ្ទុកសារធាតុប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់អាសូត២ 1 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ទៅ 3%និងសមាសធាតុស្ងួតដែលរលាយប្រមាណពី60ទៅ70%ដំណាំចំណីសត្វអាចដាំគ្រាប់នឹងកូនបានការដាំដុះដោយគ្រាប់មានការដុះលូតលាស់យឺតពិបាកក្នុងការថែរក្សាដោយស្មៅចង្រៃអាចដុះលូតលាស់លឿនជាង ធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការធ្វើស្មៅនិងលូតលាស់មិនស្មើគ្នាល្អការដាំដោយកូនមានការលូតលាស់លឿនជាងការដាំដោយគ្រាប់ងាយស្រួលថែទាំសម្អាតស្មៅហើយដំណាំដុះលូតលាស់ស្មើគ្នាល្អការរៀបចំដំណាំចំណីសត្វត្រូវដាំនៅដើមរដូវវស្សាពេលដីសើមល្អត្រូវភ្ជួរនិងរាស់ដី២-៣ទៅ៤ដងមុនពេលដាំ ត្រូវហាលដីឲ្យបាន២ដប់ទៅ១៥ថ្ងៃមុនពេលដាំដើម្បីឲ្យស្មៅចង្រៃងាប់រាស់បំបែកដីឲ្យម៉ត់រាស់ពង្រាបដីឲ្យបានរៀបស្មើបន្ទាប់មកដាក់ជីលាមកសត្វឬជីកំប៉ុស្តដែលរលួយល្អទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានកម្រិតនៃការដាក់អាចពី១ទៅ២រទេះក្នុងផ្ទៃដី១០០ម៉ែត្រក្រឡាដោយជ្រួយកប់ទៅក្នុងដី ដើម្បីស្មៅចំណីសត្វដុះលូតលាស់បានល្អការដាំត្រូវឆូតរងជាជួរទំហំ0.8ទៅ1.2ម៉ែត្រចន្លោះរង0.5និងជម្រៅពី2ទៅ3សង់ទីម៉ែត្ររួចគ្រាប់ពូជឬដាំកូនទៅតាមចង្អោជាជួរ ដោយលុបដីម៉ត់ពីលើបើគ្មានភ្លៀងត្រូវស្រោចទឹកមួយថ្ងៃម្ដងពេលដាំបាន 15 ថ្ងៃត្រូវពិនិត្យនិងបោចស្មៅចង្រៃនិងនៅពេលស្មៅចំណីសត្វអាយុបាន 30 ថ្ងៃត្រូវពិនិត្យនិងត្រៀមប្រមូលផលចំពោះការដាំដុះកូនវិញត្រូវសាបគ្រាប់ទៅលើថ្នាលរហូតដល់កូនអាយុ 20 ទៅ 25 ថ្ងៃ ទើបដកកូនយកទៅដាំកូនស្មៅដំណាំចំណីសត្វត្រូវមានលក្ខណៈល្អថ្លោសដើម្បីឲ្យលូតលាស់ស្មើគ្នាល្អនិងឆាប់បានទទួលផលការថែទាំបន្ទាប់ពីដាំរួចត្រូវតាមដានការលូតលាស់របស់វាហើយធ្វើការបោចស្មៅចង្រៃជួយដីដាក់ជីបន្ថែមនៅក្រៅពេលដាំបាន 15 ថ្ងៃនិងស្រោចទឹកជាប្រចាំនៅពេលដីស្ងួត អញ្ចឹងដែលខ្ញុំជាកសិករមួយនៅក្នុងភូមិនៅមូលឃុំជើងតងស្រុកតាមកោះខេត្តតាកែវនេះផ្ដើមកើតឡើងចេញពីនយោបាយកថារបស់ខាងកសិកម្មខាងបសុយើងនៅឯចំការដូងនៅបងណាគាត់បានមកធ្វើអភិវឌ្ឍនៅភូមិនេះជាដំបូងគឺកសិករបំពេញរូបបាទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹង
ลูกอุ่นเปื้อนบ้านกวาดเรือทาจิกกสิกรมุ้ยดำใบทั่วกาบอบพิศดสมเอาหนี้บ้านสมเอาหนี้เอาบ้านออจึงกี้เฮ้ยเอาลูกคุณบ้านมีนสิกในรีดีชมเนาะนะได้ลูกบ้านช่วยอุปถัมภ์มาทั่วหนี้เฮ้ยหนึ่งบ้านเอากูคุณสิทุ่มทอดกรุกรอนเอาลูกคุณมาหนึ่งดำเนี้ยกสิกรตุ่มเตียงปฏิกรรมจีเยือนน้องคุณเลือกสตุยล่างดำใบดำดำใบเอาสัดยิง ที่บ้านทุ่มทอดรอตะไนนะกดบ่อยยี่ปีสมรู้การเงียดกรมครูสร้างน้องเจ้าคือบ้านเช่าจิปุกด้วยเชียร์ปกคนย้อมอันมีหรือว่าอะไรที่ได้บัตรสัญเชียร์กดมากัดสมเอาแต่อย่าเปลี่ยนพรำตีกดบ้านรู้จะเอาโก้ให้กดเติมดำใบกดเติมไอ้เส้นบ้านเทียนการเงียดบ้านเทียนจนกดสมรู้การเงียดบ้านเช่านะบ้านโกนโกนขย่มวิอัดบะตีการปีมุ่งกบีไอ้หนึ่งขย่มตกกัดสมเอาในวิลล์ เดี๋ยวเปลี่ยนมาเมาบ้านๆนะหมอแล้วเวียบ้านอดเมียนเอ๊ะขย่มหมอกัดยังหรือก็โกนขย่มหมอกัดอยากเปลี่ยนแต่พรำในตีบ้านมีเต้าจะลาเรียนอย่างถูกมาได้วิวจะนั่งเปลี่ยนตัวเรียนโซ่จะนั่งเปลี่ยนอะไรต่างๆตามการกู้บัญชี ปีโลกเกาพอลประเทศนโยกระทานผลิตกรรมนึงปะโสเพียบ้าบันไอดังท่าโกนจุบไม้นังสระสำคัญในดำน้ำจำในซัดเดือนสระสำคัญนะสำหรับกะเสกอดำใบบังการปะระมันนังกุนเพียบจำในซัดสำหรับโกกระใบกรุบกร้อนเนื้อกรุบระดือจำนั้นเป็นเวลีดอกกะเสกอขนงกาสวายหลอกสมัยนังเคลียสัตโกกระใบดำน้ำจำในซัดไอดำบ้านเนื้อเลือดใดกรุบประเภท โดยจิตใดตุ่มเนื้อขบายเพียสมบัยตามพลืนสายหนึ่งใดตัวตุ่มเนื้อหนึ่งใดสายจำกาลูกกาพอลปันมีนประสักปีสระสำคัญในดำน้ำจำในซัดจังโดยชนิดท่า ไอ้ขนมกาดยังจมร้อนนี่คือท่ายังบังการในการดำสมัยนั่นคือท่าบานฉลานดำใบนั่งช่วยจมร้อนในขนมกาบังการในการปฏิบัติในการจำกูกระบายบางอย่างบานฉลานไอ้ขนมนู้นคือท่ายังมีนปุ๋ยสมัยโดยเฉพาะปุ๋ยบัลไลมันนั่งปุ๋ยสมัยปุ๋ยสมัยคือท่าเวียนโปรตีนเป็นแมนแต่มีนกำรัด ทีมแม่นก็มาตายคือเวียทนนั่งอะไรอย่างกาสเทียดหายมวยเทียดคือปุ๊บปุ๊บมาไล่คือท่าโดยเชียร์สไตล์โลเหมือนปานบุ้นคือเชียร์ตำน้ำมวยตาเชียร์สำคัญนะคือท่ามันแม่นตรำแต่กูเลยคือยังไอ้ปลาสำหรับเตอร์จิตรุกมวนหนึ่งตีทำเทียดหายมันตอนนี้คือท่ายังจมร้อนในพูดตำน้ำมาจมโน่นดำเบียนในขนมสับพองได้หายหนึ่งกุบซ้อมหนึ่งกายกายมาพูดโดยเชียร์เรื่องบรรยากาศทมเทศ กระทมเทนคือทาจึงมันนอมปุ้ยนึงมาอยู่ในหายตามฉะมันโดนจิตจำกูปุ้ยขนมตะไมเฮ้ยปุ้ยนี่คือทาจีกิการมาสำคัญนะวีไอเธอจีจำในกูกับบ้านจำในจุกับบ้านจำในมอนนึงจำในเตียกับบ้านเฮ้ยคือจีทนำดอกปีสัตมวยพ่อไหนสิงห์นึงตุ่มเละเนื้อปะปุ้ยปรุนคือทาเวียนสารสำคัญนะฉันคือทารวมสิ่งใดมากคือทาจำในซัดบาสั้นจะยังกัดบันทอยเนื้อกาจำในเนื้อจำในซัดเนื้อขนมกำรัด คือเชื่อเรื่องปัญหามวยจมร้อนในขนมการเงี้ยแต่ตอนดังการอภิวัตในการจำสรรนั้นมีการที่จมร้อนได้ลบพวงจมร้อนในขนมวิสัยนี้ดังไปนั่งร้อนการเงี้ยนะมาในจมร้อนหายชุบแซ่คือไอ้ดำมันดัดจานสรุนรามตรายกุศลการศึกษาขวดบานจมร้อนการเงี้ยนั่งจานนะหายการเงี้ยนี่คือบานอภิวัตในขนมแค่ต่างไปนั่งยังเบี้ยกลมน้องนั่งปุ่งริกต่อติดในขนมตัวเต็มไปเต็มจังบองไอ้อย่างนี้ตัวเนี่ย อาวุธเพชรสมเอาสำคัญขั้นในดูทางประการประสบเชี่ยวบ่าวจมรุ่นเกี่ยวกับสกอตดัมแต่ปุ๋ยสมเอาประเภทนาคลาดในกาศกออ่างงีงีโรคบางงีโรคดัมลงไปปราบภาคีในสังเออในขนมนี้คือยังกระโปรงสารบ้องในขนมการวอมโจลในอะไรเงี้ยปุ๋ยสมเอาปีบอเต่จำนวนประมุกหายการเงินนี้คือการเงินนี้คือชมโยนทางกระโปรงแต่สารบ้องหายเบอร์สั้นเจอกิจการ แต่ตอนนั่งกาปิซาวต์เคยทำเป็นกาดอกลุดลอยนั่งบานล้อไอ้เงี้ยดั้ม
អានឹងគឺយើងពង្រីកនៅទូទាំងខេត្តហើយនឹងពង្រីកទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងការងារនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងនាំចូលដោយឃើញស្រាប់ហើយនៅខាងក្រោយរបស់យើងគឺតាមមានច្រើនហើយម្យ៉ាងយើងនឹងពង្រីកនៅពូជចាស់ៗដល់ទីទៀតដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយពីមុនមកដូចជាត្រីចន្ទរាដូចជាអ្នកស្តាយឡូ108បួនដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះហើយនឹងដើមកំពុងតែដែល តាមផ្ញើទៅកសិករយើងឬក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់កសិករយើងយ៉ាងណាដែរក្នុងការដាំដំណាំចំណីសត្វនេះតាមរយៈដល់ខ្លីរបស់យើងដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយដល់ខ្លីនេះឃើញថាប្រជាកសិកររបស់យើងបានទទួលយកនៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហើយការងារនេះគឺកសិករបស់យើងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាការងារដែលផ្ដល់ឡើងដោយពូជ ស្មៅតាមរយៈគម្រោងនេះគឺថាមានការថតធំល្អហើយសัตว์នឹងគឺថាវាមានការរីកចម្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វរបស់គាត់ហើយគាត់បានប្រាក់ចំណូលច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសមេត្តាចូលរួមនៅក្នុងការដាំនិងដំណាំចំណីសត្វតាមការណែនាំរបស់បសុកេតរបស់យើងខ្ញុំ ការប្រមូលផលស្មៅចំណីសត្វអាចកាត់ឲ្យសត្វស៊ីលើកដំបូងគឺនៅពេលវាអាយុបាន 45 ទៅ 60 ថ្ងៃនិងកាត់លើកទី 2 រយៈពេល 15 ថ្ងៃក្រោយការកាត់លើកទី 1 ស្មៅអាចប្រមូលផលបានត្រូវមានកម្ពស់ពី 0.8 ទៅ 1 ម៉ែត្រការដាំដំណាំចំណីសត្វបានជួយ បង្កើនបរិមាណនិងគុណភាពចំណីសត្វនៅគ្រប់រដូវធ្វើឲ្យសត្វបានធំធាត់ល្អជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាដល់សមាជិកគ្រួសារកសិករក្នុងការរកស្មៅនិងឃ្វាលគោក្របីជាពិសេសកុមារនិងស្ត្រីការពង្រីកការដាំដុះដំណាំចំណីសត្វធ្វើឲ្យកសិករកាត់បន្ថយការចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញចំណីសត្វធ្វើឲ្យសត្វគោក្របីធំធាត់ឆាប់និងផលិតភាពខ្ពស់ កសិករទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើនសម្បូររុងរឿង។